đình đi. Ngồi thân tóc một ký là nó chì xuống à. Ván màn bí mật. Wow. Hôm nay em đi ăn sinh nhật ba em nha. Em mời người nha. Happy birthday daddy. Happy birthday daddy. Ghê quá. Combination A and B. Sau này là cái menu các loại mì. Appetizer. Extra. Ở đây có bán nước luôn, oh my god. Oh, dragon fruit tea luôn. Ngon quá vậy. Oh, thank you. Vậy chúng mình. Cái này là fruit tea nè. Ở đây có mấy cái hộp dễ thương nè. Tên hiệu luôn nè. Mở ra lấy nắp nhìn nè. Có mấy cái hũ nè. Đó. Ồ. Chị ở đây nè. Đó có chị gì đó. Đây em quay nè. Đây là Thái Thi. Đó. À, ok. Là đi chung với cái combo nè mọi người. Đó, anh tên luôn nè. Có mấy cha siêu như này nè. Đây là popcorn chicken. Phần này 8/9 nè mọi người. Hơi nhỏ nha. Còn cái này là takoyaki. Rồi còn sống luôn nè. Rồi bây giờ mày cắn. Ngon. Đây là tô mì tonkotsu ramen number one. Đó, có corn, có bamboo, chesu, là seaweed. Finish. Robot hả? Lấy sắp. Đúng rồi mì. À, cái này là pi nè. Em ít đỡ ông thấy không? Ừ, mới đỡ ông nè. Cái này là dessert combo combo nè. Maybe là ice cream, green tea and red bean on the top. Cái này có chút xíu mà cho quá trời muỗng nè. Còn này là gì? Milk. Wow. What? Cho mẹ mình ăn thử chứ. À, pudding mọi người ơi. Pudding đậu đỏ. Green tea matcha đậu đỏ. Rồi bỏ vô miệng luôn. Ngon chưa? Ngon. Giờ lấy muỗng luôn. Mỗi người được một muỗng. Giờ tới mình thử. Combo mới có luôn. What? Robot đâu? Không thấy robot chỉ đi. Nè, con no chưa? Đâu đâu? Nó đâu? Muốn em biết không? Nó đi về rồi, đừng có chạy nữa. Ta vậy đi quan. Này có cái quầy ở đây nè. Người ta nấu ở đây. Đùa đã gì sắp bơ. Xoay vòng vòng rồi bơ. Sắp xoay cho bơ.